Chào các bác, hôm nay chim cu gáy hay lại giới thiệu với các bác một con chim đực. Tại sao là đực? Bởi vì con chim này mình đã cho nó vào mái và mình đã xác minh được giới tính và mình đánh dấu nó màu đỏ ở trên đỉnh trán đầu của nó. Thì con chim này là nền tảng nó là chim Thái mà mình nuôi sinh sản nuôi non lên. Đấy. Thái này là nó gần như là trắng tinh. Nó duy chỉ có mỗi một chỗ là nó ở chỗ đằng đuôi đây, chỗ đấy là chỗ phao câu này có một cái lốt màu cà phê nhạt. Đó. Thì các bác có thể thích cái giống chim Thái này thì báo cáo với các bác là nó là cái âm giọng của nó thì được yêu thích bởi vì nó là giữ được cái âm giọng chim thổ. Đấy. Thì con chim Thái này thì rất là thuần. Đấy. Rất là thuần. Hiện giờ mình đứng cách nó khoảng tầm 60 cm, nó vẫn đứng hiên ngang. Đấy, kể ở khua tay như này nó cũng không có gì là sợ. Đấy. Đấy là khi mà các bạn chơi chim mà các bạn chơi chim rừng thì nó có thể là nó sẽ nhát. Còn nếu mà các bạn chơi chim nuôi thì nó không bao giờ là nó nhát cả. Đấy, các bạn chơi chim nuôi thì kiểu gì thì nó vẫn cứ thuần hơn là chim rừng. Tùy lối phong cách, có bạn ấy rất thích chơi chim rừng, có bạn ấy rất thích chơi chim nuôi. Đây là con chim Thái. Và để phân biệt giữa con chim Thái và con chim Pháp thì nó giống nhau là bởi nó màu trắng. Còn chim Thái thì mắt của nó đen xì, toàn thân mắt nó đen xì, vòng tròn mắt. Còn chim Pháp thì nó có cái vành ngoài màu đỏ. Và các bạn nhìn kỹ ở cái cườm của con chim Thái thì nó là những cái hạt trắng. Còn con chim Pháp thì nó không có hạt. Giữa cái phần bả cánh và phần cổ, phần đầu với phần cổ, cườm là nó màu giống nhau. Nếu như con Pháp mà nó lai với con Nhật thì nó còn có cái vết lơ hình cái lưỡi liềm nhạt nhạt. Còn đây là con chim Thái thì các bạn nhìn thấy là nó có cái, đây mình zoom lại một chút mình cho các bạn xem cái cườm của nó. Cườm của nó đó. Các bạn nhìn rõ cái cườm của nó chưa? Đấy. Mình zoom qua gần các bạn, nó nhòa mất hình. Đó, các bạn nhìn kỹ cái cườm ở đấy, những cái hạt trắng trắng đó. Đó, 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 các bạn nhìn thấy rõ những cái hạt cườm chưa? Đó. Đó. Những hạt cườm là rất là rõ ràng. Đấy. Những hạt cườm được sợ rất là rõ ràng. Đây là con chim Thái nhá. Mình đặt tên là clip số 70. Clip số 70. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip số 70 con chim trống Thái trắng tuyền. Đấy, mọi vấn đề các bạn muốn tham khảo giá cả các bạn alo trực tiếp cho mình 033 5305982.